mấy bạn ơi, mấy bạn ơi, video này chỉ mang tính chất giải trí. Sau những giờ làm việc và học tập mệt mỏi, không cổ xí cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và tuyệt đối không được bắt chước làm theo dưới mọi hình thức luôn nha. Còn bây giờ thì chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Ai cần mua ad Roblox Food hoặc là mua robot giá rẻ thì hãy tới ngay với shop RubyRoblox.net. Shop của mình đang có những chương trình khuyến mãi và những vòng quay cực kỳ là hấp dẫn. Ai mà mua ad Roblox Food thì hãy nhớ nhập ngay mã code Ruby đẹp trai thì sẽ được giảm 15% khi mua ad nha. Còn ai mà muốn nhận được robot miễn phí thì hãy nhập ngay mã code Ruby Robot để nhận được robot miễn phí nha. Ủng hộ sức mạnh của Ruby để Ruby có tiền ăn bị gói qua ngày nha. One hour later. Happy birthday sinh nhật bạn yêu của tôi. Ủa nhưng mà tôi kêu ông Go là tới đây đi chung sinh nhật mà sao ông đã mất tiêu rồi ta? Ngồi chờ ông nãy giờ mà chưa thấy ông tới luôn, hơi kệ đi trời. Bây giờ là hôm nay là ăn sinh nhật hơi bị vui luôn nè mọi người ơi. Đó, đây là mẹ của bạn mình nè. Ôi, trời ơi, tổ chức sinh nhật như vậy trời quá là hoành tráng luôn chứ ai như ông Go, ông Go hẹn tổ chức sinh nhật cho tôi trong game luôn mấy bạn ơi. Ôi, ủa có quà còn có cả bánh kem ở đây luôn nè mọi người. Trời ơi, nhìn vui thật sự luôn. Nhưng mà thôi, chuẩn bị ăn sinh nhật luôn nè. Đó, trước khi mà ăn sinh nhật, tổ chức sinh nhật, ôi, nhà của bạn này có cả khu vui chơi luôn nè mọi người. Wow, ôi trời. Ủa, ủa sao bên kia có ai đẩy tôi lên đâu mà sao có người lên được hay vậy trời. Thôi kệ đi, thôi kệ đi. Wow, wow. Oh my god. Trời ơi, vui thật sự luôn. Ủa, bên đây còn có cả xích đu luôn nè, cầu trượt luôn nè. Trời ơi, hôm nay là dành một ngày đi ăn sinh nhật của một người bạn mới quen trong trường là hơi bị vui luôn nè mọi người ơi. Ui, ở bên đây có một chú chó quá quá. Ừ, dễ thương quá trời luôn nè. Ôi trời ơi, ui vui vậy. Ui mấy bạn này chơi vui vậy. Oh my god. À rồi rồi, bây giờ đi vào đây để ăn mọi người ơi. Bắt đầu bữa tiệc ơi. Ở đây chúng ta còn có cả pizza luôn nè mọi người. Rồi, cô ơi cho con xin một miếng pizza nha cô ơi. Cho xin bạn ơi, đừng có đứng lên pizza bạn ơi. Trời ơi là trời, các bạn đã đứng lên pizza. Rồi, bây giờ tôi sẽ cầm cái miếng pizza ra đây ngồi ăn luôn nha. Ngâm 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 ngâm. Ui, xíu ngon luôn mọi người ơi. Ui trời, tối nhanh đấy. May quá là hôm nay tôi nói với cô là tôi ngủ ở lại nhà của bạn tôi đó, nay ngồi ăn sinh nhật cho vui luôn. Ủa cái gì đây? Ui, hình như có một người bạn mới đó. Ủa? Ủa? Ủa, ủa đây là con Remus mà. Ủa tại sao Remus lại xuất hiện ở đây vậy? Ủa, ôi đừng có nói là, ôi như vậy sao con Remus này nó hiền á mọi người. Như đợt trước thì mình thấy con Remus nó rất là hung dữ luôn, nó còn bắt cóc mình rồi nó còn làm đủ thứ, nó còn làm đủ trò luôn. Mà sao con Remus này dễ thương quá vậy? Ui, còn cầm cả cái ly nước luôn nè. A, à, tôi cầm từ cái ly sữa lắc của con Remus luôn nè mọi người ơi. Ôi, tôi uống thử coi. Uống ngon ngon ngon. Ê, ngon nha. Tôi công nhận là cái ly sữa lắc của con Remus cực kỳ là ngon luôn mọi người ơi. Remus này nó cứ đứng đây hoài vậy ta. Nhưng mà mình nhìn nó cũng dễ thương, cũng đâu có đáng sợ lắm với mấy bạn. Mấy bạn nào mà thấy cái con Remus này đáng sợ, mọi người nhớ comment phía số 1 cho tôi biết với nha. Ui, tôi nghĩ là bây giờ chúng ta cần lên đi ngủ mọi người ơi. Đúng rồi, bây giờ rồi rồi đi lên đây đi ngủ. Ui, ai qua cái giường màu hồng ngủ coi. Rồi. Ủa, mọi người có nghe cái tiếng động gì ở đây không mấy bạn ơi? Hình như là tôi nghe ở đây có cái tiếng động gì đó mọi người ơi. Ủa, tại sao có bạn lại mặc đồ của con Remus ở đây luôn vậy? Trời ơi là trời. Trời ơi là trời, bạn này bạn quý cái con Remus thì sao mặc đồ của con Remus luôn. Ủa, cái gì đấy? Ủa, cái gì vậy? Ủa, tại sao cái tivi này mà? Ủa trời, 13 giờ sáng cái con Remus này điện mọi người ơi. Ủa, tự nhiên nó điện thoại mình vậy? Ôi, 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 tôi chết tôi rồi mọi người ơi, bị hút vô rồi mọi người ơi. Ôi, ôi, ôi.
hình như để mình đã đánh cái con Rim Max này mọi người ơi. Ui nhìn nó nguy hiểm quá vậy. Có lẽ nào mình đi nhầm sinh nhật của con Rim Max không ta? Thôi, đi chỗ khác lẹ lên. Ui nhìn cái con này, con Rim Max này nguy hiểm quá mọi người ơi. Oh my god, các bạn nhìn nó kìa. Trời ơi, nó vẫn còn đứng đó luôn kìa. Ui dồi ôi, nó vẫn còn đứng đó luôn kìa mọi người. Ủa, sao đèn lại chớp tắt vậy? Ủa, có chuyện gì xảy ra vậy? Thôi toang rồi. Ui, con Rim Max nó có làm gì cầm cây lên sẵn mọi người ơi. Tôi mới cầm cái cây lên sẵn. Ui dồi ôi, con Rim Max nó hiện mắt đỏ lên kìa. Oh my god, nó đang rượt cái gì nữa rồi. Nó đang rượt tất cả những người ở đây mọi người ơi. Oh my god, ôi, sao nó bị cái gì vậy? Mình xuống mình giúp đỡ bạn đó ta. Rồi tôi sẽ xuống tôi giúp đỡ bạn này. Ủa, con Rim Max đâu rồi? Đâu vậy sao những người trên đây chạy dữ? A, nó đang ở dưới kìa mọi người ơi. Nó đang ở dưới kìa, trời ơi. Ôi ơi, con Rim Max nè mọi người. Oh my god, nó đi xuống đây kìa. Ui ơi, chạy. Bày ở bụi, ui ui, nó vừa đánh mình mọi người. Ôi god, nó rượt kìa. Chạy lẹ. Ui, chuyện gì xảy ra nữa vậy? Người vẫn đang còn sống. Ôi, có một bạn nào đó đã hy sinh rồi mọi người ơi. Ôi ơi, à, có đường hóa rồi, chạy lên các bạn ơi. Chạy lẹ lên, rồi, đi lên đây mọi người ơi. Run, chạy lẹ lên. Rồi, đi lên đây. Rồi, chạy ra đây lẹ lên. Đu dây. Ôi, đừng có đẩy nhau mọi người ơi. Trời ơi, cái ông nào còn mặc bộ đồ cosplay Rim Max nữa chứ trời, hiểu luôn á. Chạy lẹ lên. Rồi. Đu dây qua. Ok. Ai đó đu dây trước chưa? Đu dây chưa? Đây rồi. Đu dây đi mọi người ơi. Ok. Yeah. Đu qua lẹ lên. Mình phải hốt cái chỗ này của con Rim Max mọi người ơi. Không thì mình sẽ bị nó bắt cóc một lần nữa là không được luôn á. Về phải báo lại cho ông Rô lẹ lên. Không thì không được rồi mọi người ơi. Rồi, đi xuống đây. Yeah. Ủa sao cái cầu này tất cả mấy cái này đều nó bị cái gì vậy ta? Ôi trời ơi mọi người ơi, xe còn vỡ đây, xe cảnh sát thì lại đâm đầu xuống dưới cầu luôn rồi nè. Ở dưới đây có cái gì không mà tại sao Timmy lại đứng dưới đây nhìn vậy? Ôi, ở đây kia có nhiều con Rim Max đó mọi người ơi. Oh my god. Ôi, rất là nhiều con Rim Max luôn kìa. Ôi chạy mọi người ơi. Thôi phải lại phụ đánh. Rim Max với chúng tôi nè. Ui ôi, Rim Max với chúng tôi nè. Ui ôi, mấy con này nó mạnh quá mọi người ơi. Rim Max với chúng tôi nè. Rồi. Tiêu diệt được vài con rồi. Ui, chuyện gì sẽ xảy ra nữa vậy? Ủa? Nani? Hang ổ con Rim Max á. Ôi ơi,
lẹ mọi người ơi. Bây giờ là phải cố gắng đi qua thiệt là nhanh. Đúng kiểu còn đúng một mình tôi luôn á trời. 18 giây được không? 18 giây được không? Rồi, đi qua. Ok. Oh my god. Còn 10 giây làm sao mà đi qua? Nhìn lên. Rồi. 1. Ok. Qua được rồi. Đi lẹ lên đi. Bây giờ phải bảo đảm được tính mạng của mình trên hết cái đã. Bây giờ mình phải làm gì mấy cái này, mấy cái gì? Ui, mấy cái hòn đá lăn xuống mọi người ơi. Ui trời ơi, trời ơi là trời. Mình cứ bị mắc kẹt ở đây hoài luôn á mọi người. Oh my god. Rồi, đi lên đây. Ok. Đi theo cái bạn này mấy bạn ơi. Rồi, nguy hiểm quá mọi người ơi. Oh my god, ok. Oh my god, lên đây đứng. Ai? Rồi, lên đây đứng. Rồi qua đây đứng. Oh my god, yeah. Bạn ở đây là cái cần gạt cái mình rồi. Thank you bạn nhiều lắm. Ok, tiếp tục. Rồi, đây tiếp tục, đây là cái gì ở đây? Đừng có nói là con River Shark ở đây nha mọi người. Tôi nghi lắm mấy bạn ơi. Tôi nghi lắm luôn á. Đây có gì không? Ủa sao đây trống trơn vậy mọi người? Sao đây nó đều trống trơn hết trơn vậy ta? Con Remus nó gọi gì ta? Trả lời được rồi. Mình sẽ trả lời điện thoại của nó là